Cái clip này sẽ có một cái title đó là Thiên Hạc nhìn Bá Vinh giống con chó. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại video nghe của mình. Mình là Bá Vinh và bên cạnh mình là một vị khách rất là đặc biệt, đó chính là... Chào mọi người, mình là Thiên Hạc, mình đóng vai Phúc trong phim Muốn Nhìn Thấy Em. Thì đúng rồi, Bá Vinh cũng là có một vai, đó chính là Ngọc Thạch ở trong Muốn Nhìn Thấy Em. Hỏi vậy thôi chứ không chơi một cái gì liên quan đến phim cả. Chỉ có chúng ta sẽ làm một cái game, đó chính là Best Friend Tag, một cái bản test cho chúng ta biết về việc là chúng ta hiểu nhau đến mức nào. Ok, thì bây giờ anh có một vài câu hỏi. Hỏi khó mà. Dễ lắm, những cái mà em hiểu về anh thôi. Còn nếu mà em không hiểu anh một cái gì thì là anh cũng biết được là mối quan hệ này chơi bền đấy. Ngày tháng sinh của Bá Vinh, tao của Vương Thiên Hạc. Nhớ là... Chúng ta 20 tháng 12 đúng không? Đúng rồi. Lệnh 18 tháng 7. Quê. Nhớ nha, nhớ kỹ là 18 tháng 7 nha, để anh cũng muốn là sinh nhật anh sắp tới á. Không có quà. Câu hỏi tiếp theo. Chó hay mèo? Trời ơi, cái này mình hiểu nhau lắm. Hiểu em nhau. Với anh đều có nuôi. Em nuôi 3 con nhưng mà đã 2 con đã qua đời rồi, chỉ còn 1 con thôi, con tên là Ly. Ly rất là mập. Ai cần hai dùng đúng không? Anh Vinh hay sử dụng. Mình nói thật là anh là người rất hay sử dụng ai cần với cả mấy cái sticker ấy. Nhưng mà Hạc thì lại là người rất là ít khi, thậm chí là không xài ai cần luôn. Kiểu mấy cái emoji, mấy cái cảm xúc ấy. Hai ngồi. Cái gì đấy? Anh Vinh hay xài cái này trong tin nhắn của mình hầu như mỗi câu cuối đều. Với cả là anh còn hay có cái kiểu cái cười mà cười nghiêng đầu ấy, chảy nước mắt nghiêng đầu đi, kiểu cười lăn ta chết ấy mọi người. Đúng rồi, cười gì này mọi người? Không, cái kiểu này nè, cười mà nghiêng đầu mà hai cái nước mắt rơi ấy. Đó, cái đấy anh hay xài nhất. Mà anh xài mỗi một lần là anh lại lần ba cá. Ê, em biết. Em không biết nữa. Mà cái gì? Đó, 3, 2, 1. Nước suối. Em là người thích đồ ngọt, cô nghĩ sẽ muốn suối rồi. Em muốn cà sữa là 120 đường mà. Nhưng mà tại vì anh thấy lúc nào em cũng có một cái bình nước rất là lớn như thế này nè. Không, thì em bị khát nước á. Chẳng có cơ hội thì em sẽ uống những cái đồ ngọt đúng không? Em uống cái nào mà độc hại á. Em uống cái nào bình thường được đâu anh. Anh hồng trà, hồng trà cũng đúng. Người Bá Vinh hay uống các loại trà. Ngày nào cũng hồng trà không em, Rồi, em biết rồi, em nhìn nè. Đoán đi, anh là anh đoán được, anh sẽ phải đẻ con đấy rồi luôn. Xong chưa? Một con chuột hamster. Em sao lại là con chó? Mọi người biết cái con, cái filter trên Instagram con chó thè lưỡi không? Vinh y chang luôn á. Giống luôn á. Con chó mà nâu nâu mà nó dễ thương á. In Vietnamese chúng tôi không bạn gì giống con chó nha. Mình là người thích chó. Mình thích Bá Vinh giống con chó vậy. Ý là mình thích Bá Vinh như thích một con chó. Ý là thích Bá Vinh như thích một con chó dễ thương. Em ơi dừng, ok dừng. Anh cảm ơn em rồi. Anh sẽ nhìn nhận nó theo hướng tốt. Còn em là con hamster. Tại vì là em dễ thương đúng không? Dễ thương, tăng động, rồi ăn nhiều. Cũng là con hamster nó cũng nó nhét đồ ăn khắp miệng luôn. Và đấy là cái hình ảnh mà mình nhìn thấy hàng. Giống không? Em cảm thấy anh nói xong em có thấy giống không? Đồng ý không? Cô nói được thử anh có rồi. Những câu gì đó thì anh lại trong đầu em. Anh hay nói đúng rồi. Ok. Ok, 3, 2, 1. Gì vậy? Gì bé tí? Anh góp ý nha. Nghe nó rất là căng thẳng luôn đấy. Đúng rồi, mỗi lần mà anh góp ý nha là biết là mình phạm phải lỗi lầm gì đó. Còn câu của em thì luôn luôn là em giỡn đâu. Thì mà thực ra là mình trêu thôi. Xong rồi cậu này tưởng mình nói thật là kiểu em giỡn thôi. Em thấy toàn là góp ý xong là về ngủ cũng được luôn á. Tôi bắt tay lên chán này. Chờ anh ta nói như vậy là sao ta? Thì là đấy là một vài những cái câu hỏi khiến em hiểu anh hơn. Anh cũng thấy là em cũng không hiểu anh lắm. Anh không nghĩ là em nghĩ giống coi anh giống con chó. Ở tiếng Việt là ngoài Bắc là như vậy là rất là nặng luôn đấy. Em thích chó. Con cún thì làm như cún con bước bi á. Cảm ơn mọi người hôm nay đã xem cái video này của bọn mình và mong rằng mọi người đã có những phút giây thư giãn vui vẻ và nhớ đón xem Want to See You trên Oha Production nhé mọi người nhé. Want to See You. Yeah. Bye.
See ya.